Review Phuket có Phi Phi 2 ngày 1 đêm đi đâu ăn gì? Đáng lẽ là tôi sẽ lên bài review Phuket Bangkok 4 ngày 3 đêm nhưng mà do lịch trình khá là dài và tôi thì muốn review chi tiết cho nên tôi sẽ tách ra hai phần Phuket và Bangkok riêng nha. Và phần này sẽ là Phuket có Phi Phi. Đầu tiên là vé máy bay chiều Hồ Chí Minh bay thẳng Phuket tầm 2 tiếng, tôi đặt giá vé là tầm 2,3 triệu một người một chiều nha. Thêm 20 kg hành lý là 350k nữa là 2,6 triệu một người. Dư giả thời gian thì mọi người có thể đặt tiết kiệm hơn bằng cách là transit ở Bangkok. Giá thì chỉ rơi vào khoảng 1,4 triệu tới 1,7 triệu một chiều thôi nha, nhưng mà phải mất tầm 8 tới 12 tiếng tùy hãng bay á. Nếu mà đã có định đi thì mấy bà nhớ săn vé trước 3 tuần nha. Đừng để như tôi đặt cận quá cho nên là giá vé hơi cao nè. Nay thì tôi đi hãng Vietjet nha, 11:15 bay cho nên là tầm 8:30 tôi đã xuất phát ra khỏi nhà rồi nè. Hôm tôi đi thì khu vực xuất nhập cảnh khá là đông cho nên mọi người nhớ đi sớm nha. Trộm vía là ngày tôi đi bay quốc tế không có bị delay nè. Đến Phuket đó là tầm 13:30, việc đầu tiên của tôi là đi lấy sim nha. Sim thì tôi mua trước trên Klook hình như là tầm 160k. Tới sân bay Phuket tìm quầy Klook rồi đưa cho người ta lắp là xong nè. Và thay vì đi taxi về tới khách sạn mất 700 bạc thì tôi chọn cách rẻ hơn là đi Airport Bus. Ở đây thì người ta sẽ gọi là mini bus, đi khoảng 45 phút và chỉ mất tầm 100 bạc một người thôi ạ. Đường đi thì mấy bà cứ sợ trên Google Maps nha. Trên đường đi bộ từ trạm xe buýt và tới khách sạn thì tôi bắt gặp cái xe trà sữa này nè. Vì quá khát nước cho nên là tụi tôi tấp vô mua, ai ngờ đâu mà nó vừa rẻ vừa ngon. Mấy bà có tin là tôi mua một ly trà sữa Thái và một ly trà chanh Thái chỉ tốn có 46k bao gồm luôn topping là chân châu mini luôn á. Cụ thể là trà sữa có giá là 25 bạc còn trà chanh là 30 bạc, thêm topping chân châu chỉ có 5 bạc một ly thôi ạ. Tính ra là có 23k một ly to đùng thôi mà cách khách sạn tôi chỉ có tầm 50m à. Đây là khách sạn mà tôi book nè, có tên là Naka Residence, nằm cách Phuket Old Town tầm 3,8 km. Một lưu ý nho nhỏ là thường á, các khách sạn ở ngoài Bangkok á sẽ yêu cầu mấy bà đặt cọc từ 500 tới 1.000 baht, họ sẽ hoàn lại khi mấy bà trả phòng cho nên là cứ yên tâm nha. Khách sạn này thì tôi book trên Klook luôn tầm 500k một đêm thôi à. Vì tôi quan niệm á đi chơi nhiều cho nên là đặt khách sạn bình dân thôi để tiền ăn uống vui chơi. Thì tôi thấy thì khách sạn này cũng không quá cũ, tạm chấp nhận được nha. Nghỉ ngơi tới tầm 18 giờ thì tụi tôi quyết định là bắt xe ra Phuket Old Town chơi. À qua Thái thì mấy bà nhớ tải app Boss để đi tiết kiệm hơn Grab nha. Mà công nhận nha, ở Phuket đó tầm 6:30 tối nhưng mà trời vẫn như là 5:30 ở Việt Nam vậy á. Lúc này là chỉ mới bắt đầu hoàng hôn thôi nè. Cho nên á, ai mà đi chơi thì canh tầm giờ này ra ngắm hoàng hôn là bao đẹp luôn nha. Theo tôi được biết á là Phuket chia làm hai khu, một khu là phố cổ, một khu là Ba Tông. Ở khu phố cổ là nổi tiếng với các căn nhà kiểu Trung kết hợp với là Bồ Đào Nha mang màu sắc rực rỡ. Chiều đi bộ trong khu phố cổ khám phá ngóc ngách, ngắm hoàng hôn cũng là một trải nghiệm thú vị ở Phuket nha. Đi dạo một vòng đói bụng thì tôi ghé vào quán này. Quán này có tên là Kopitiam nha, tôi không biết là có đọc đúng hay không nữa. Đây là quán của người Thái gốc Trung Hoa cho nên bán đa số là món ăn Trung không nè. Quán thì khá là đông cho nên phải bóp số chờ tới lượt nha, tầm 30 phút là có bạn. Mừng liền một ly trà sữa cho đã khác nhưng mà sai lầm nha. Vì trà sữa ở đây quá đậm cho nên khi uống xong á là tụi tôi thức luôn tới sáng luôn á. Nhưng mà đặc biệt nha là order trà sữa còn tặng kèm bánh ngọt nữa chứ. Rồi bây giờ là vô phần chính nè, món này có tên là Phuket Salsa Cup, sự kết hợp của trái lê tươi và rau củ ăn kèm với nước sốt chua chua mặn mặn ngọt ngọt cay cay với lá hành thánh chiên giòn được làm thành cái cup khá là fresh, 10 điểm cho sự sáng tạo này nha. Món này thì có tên là Honky Mi, là một món mà tôi thấy mọi người recommend nhiều nhất. Cọng mì vàng được làm thủ công ăn kèm với là thịt heo, thịt gà, còn có hải sản, rau và một trái trứng trần. Cọng mì thì béo ngậy và nước súp cũng vừa miệng nữa. Do là để bụng qua chợ ăn tiếp cho nên là tụi tôi không có dám order nhiều. Xong xuôi thì tụi mình đi dạo tiếp phố cổ nè, chụp hình đủ trò rồi bắt xe qua chợ đêm Naka. Tụi mình tới nơi là 8:30 tối thì chợ đã dọn gần hết rồi nè. Đi vô chợ mà vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn. Mà đa số là các hàng quán ở gần đây thì cũng đóng cửa luôn. Vậy cho nên là tụi tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi để mà dưỡng sức mai đi Coffee Phi nè. Hẹn mấy bà Coffee Phi ở tập tiếp theo nha.